Mã vật thể SCP-064, lỗi hỏng cấu trúc von Neumann, phân loại, xếp, quy trình quản thúc đặc biệt. SCP-064 phải được giữ trong một khu vực xa thích hợp để quan sát. Các mục tiêu hiện tại là tạo ra một mô hình hình học về hành vi của vật thể và để quan sát bất kỳ thay đổi nào trong mô hình này do vị trí và thành phần đất của nó, một số địa điểm ở sa mạc Gobi và vùng hẻo lánh của Úc, cũng như một số căn hộ muối nằm rải rác trên toàn cầu, đang được xem xét để thử nghiệm trong tương lai. Vị trí hiện tại của SCP-064 sẽ được cho tất cả các nhân viên theo với giấy phép bảo mật cấp 3 biết. Khi ngừng tăng trưởng, các nhóm hiện trường phải ghi lại kích thước, hình dạng và thành phần cấu trúc và lấy vật thể đi vận chuyển đến một địa điểm mới. Miêu tả, SCP-064 là một loại gạch đất nung màu nâu nhạt có thành phần chủ yếu là oxit silic và một số vật chất hữu cơ. Vật thể nặng 1,6 kg và có kích thước khoảng 10 cm x 6 cm x 20 cm. Bề mặt của nó lán mịn và bằng phẳng, với một số chip mỹ phẩm nhỏ. Nhìn chung, vật thể này trông giống với hầu hết những viên gạch rắn được sử dụng trong xây dựng. Khi nằm trái trên một mặt đất bằng phẳng, SCP-064 sẽ bắt đầu nhân lên thông qua một cơ chế chưa biết. Quan sát kỹ cho thấy sự xuất hiện của một mạng lưới các sợi silic không đều trong hình dạng của vật thể ban đầu. Sau đó lấp đầy và hóa cứng bằng hỗn hợp đất cho đến khi đạt được khối lượng thích hợp. Quá trình này có thể tương tự như sự lan truyền sợi nấm trong nấm, với các cấu trúc rễ cực nhỏ khai thác khoáng sản từ đất trong vùng lân cận. Trong điều kiện tối ưu phải mất khoảng 70 phút để một viên gạch hoàn chỉnh xuất hiện, đòi hỏi một không gian rộng lớn để hoạt động, SCP-064 tạo ra một cấu trúc gạch tự do phức tạp nhưng ổn định về mặt lý thuyết, bao gồm cả sàn và trần. Các quan sát trước đó cho thấy cấu trúc có thể sẽ đạt được đến hình dạng của một ngôi sao 12 cánh, đường kính hơn 10 km và có chiều cao đáng kể. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán, vì sự tăng trưởng sẽ dừng lại vĩnh viễn một khi cấu trúc tiếp xúc với một trở ngại lớn, được quan sát thấy là bao gồm bất kỳ vật thể rắn nào có khối lượng trên 10 kg. Tính toàn vẹn về cấu trúc là rất cao vì các viên gạch tự định hướng chúng đến mức độ tốt nhất có thể và khớp với nhau gần như hoàn hảo. Đáng chú ý là, sự tăng trưởng của cấu trúc được điều chỉnh theo một tập hợp các hướng hồng y cụ thể. Với SCP-064 thì nó luôn là viên gạch kém chất lượng nhất nằm ở phía cực bắc. SCP-064 phải được gắn lại chung để quá trình tăng trưởng xảy ra. Khi SCP-064 được lấy đi, cấu trúc bắt đầu phân rã và tất cả các vụn gạch phụ sẽ tan thành cát bụi với tốc độ gần bằng với tốc độ xuất hiện của chúng. Đặt lại vật thể về chỗ trong vòng 20 phút sẽ ngăn chặn sự phân rã này và cho phép việc tăng trưởng tiếp tục. Vượt quá ngưỡng hạn này, quá trình sẽ không thể đảo ngược. SCP-064 được tìm thấy một cách tình cờ vào tháng 4 khoảng năm 2000 trong quá trình quan sát vệ tinh của một cao nguyên trên núi Andes. Một nhà điều hành máy ảnh để ý rằng một cấu trúc rõ ràng đang phát triển, ngoại suy vị trí gần đúng của đối tượng từ hướng tăng trưởng rõ ràng của cấu trúc. Các nhóm hiện trường đã xác định đối tượng bằng sự khác biệt về màu sắc giữa SCP-064 và các viên gạch phụ của nó. Nó chứa nhiều oxit sắt từ đất địa phương. Một cuộc khai quật đầy đủ của địa điểm ban đầu đang được tiến hành để xác định nguồn gốc nền văn minh và kỹ thuật của vật thể.